YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Quân Ukraine bất ngờ cắm cờ ở làng Nga, tuyên bố chiếm được một số khu định cư vùng Kursk. Quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát được một số khu định cư ở vùng Kursk. Tại Kuevo, một ngôi làng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khoảng 3 km, binh lính Ukraine đã tự quay cảnh mình gỡ cờ Nga khỏi một tòa hành chính. Các đoạn video khác cũng cho thấy cảnh quân đội Ukraine chiếm giữ các tòa hành chính ở Sverdlikovo và Poros trong khi giao tranh dữ dội diễn ra ở Sucha, một thị trấn có khoảng 5.000 người. Quân đội Ukraine đã tự quay phim họ ở bên ngoài Sucha tại một cơ sở khí đốt lớn liên quan tới quá trình vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga sang EU thông qua Ukraine. Việc vận chuyển khí đốt này vẫn tiếp diễn bất chấp giao tranh. Tại khu vực Sumy, giáp danh với Kursk, các phóng viên BBC đã chứng kiến một dòng xe bọc thép chở quân và xe tăng liên tục di chuyển về phía Nga. Các đoàn xe bọc thép có phù hiệu hình tam giác màu trắng, dường như để phân biệt với các phương tiện sử dụng bên trong Ukraine. Trong khi đó, các bức ảnh chụp từ trên không dường như cho thấy xe tăng Ukraine tham gia chiến đấu bên trong nước Nga. Ukraine đe dọa trực tiếp đến nhà máy điện hạt nhân của Nga ở Kursk. Theo Sputnik, trong ngày 10 tháng 8, ông Alexei Likachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nga Rosatom, cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine đang đe dọa trực tiếp tới nhà máy điện hạt nhân Kursk. Hiện tại, nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy vậy, một số mảnh vỡ đã rơi xuống trạm biến áp gần nhà máy sau các cuộc đụng độ diễn ra gần đây. Các quan chức Nga cho rằng đây là phần còn sót lại từ UAV và tên lửa của Ukraine bị bắn hạ. Quân đội Nga cũng đã tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh tại các khu vực xung quanh nhà máy điện Kursk. Mới đây, chỉ huy đặc nhiệm Abmakh của Chech Nga, Thiếu tướng Abti Alaudinov nhận định tình hình giao tranh gần đây ở tỉnh biên giới Kursk là trận chiến quyết định có thể khiến phía Ukraine thất bại. Hãng tin RT dẫn bài đăng của tướng Alaudinov trên mạng xã hội. Tôi không thấy có lý do gì khiến người dân phải nghi ngờ và nghĩ về việc chúng ta có thể thua trong cuộc xung đột này. Bởi Ukraine sẽ thất bại, cũng như khối quân sự NATO, châu Âu, Mỹ và tất cả những quốc gia hỗ trợ Kiev. Theo thống kê sơ bộ được Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh biên giới Kursk đã tổn thất gần 1.120 binh sĩ và hơn 140 thiết giáp các loại. Nga tố Ukraine pháo kích nhà máy điện hạt nhân gây hỏa hoạn kinh hoàng. Mới đây, giới chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhia hôm 11 tháng 8 cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân tại đó. Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Evgeny Balitsky nói với hãng tin RT rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ZNPP đã gặp hỏa hoạn sau cuộc tấn công của phía Ukraine nhằm vào thành phố Energeda nằm gần đó, gây ảnh hưởng cho các hệ thống làm mát của nhà máy. 6 lò phản ứng của nhà máy ZNPP đã được đặt trong tình trạng làm lạnh để ngăn ngừa và không có nguy cơ nổ hơi nước hoặc hậu quả khác. Các cơ quan cứu hộ đang làm việc ở hiện trường và các nguồn gây cháy đã được dập tắt. Mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy vẫn ở mức bình thường và không tạo ra mối đe dọa cho người dân sống gần đó, quan chức Balitsky cho hay. Hãng tin RT sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một công trình trong khuôn viên nhà máy ZNPP cháy. Theo thông cáo đưa ra sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc chính phía Nga đã gây ra vụ hỏa hoạn bên trong nhà máy ZNPP. Chừng nào Moscow còn kiểm soát nơi đó thì tình hình vẫn bất thường. Hình ảnh Nga dựng tuyến phòng thủ mới ở Kursk. Các bức ảnh do BBC Verify phân tích cho thấy, Nga dường như đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở gần nhà máy điện hạt nhân Kursk trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào khu vực này. Một đoạn video được quay từ một phương tiện đang di chuyển và được BBC Verify phân tích cho thấy máy móc hạng nặng ở cạnh một hàng đất dài chạy song song với đường E-38 nằm ở phía đông nam nhà máy điện hạt nhân Kursk KNPP. Việc so sánh ảnh chụp vệ tinh ở cùng một địa điểm vào ngày 6 tháng 8 và ngày 10 tháng 8 cũng chứng tỏ rằng dường như có một số tuyến hào mới được xây dựng ở vùng lân cận với tuyến phòng thủ gần nhất cách nhà máy điện hạt nhân trên khoảng 8 km. Theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine đã tiến gần tới cơ sở hạt nhân này trong phạm vi 50 km. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách thị trấn biên giới Sucha của Nga gần 80 km. Sucha là trọng tâm cuộc đột kích xuyên biên giới ban đầu của Ukraine.
hãng tin độc lập E-Stories của Nga ngày 9 tháng 8 đưa tin, Nga đang chuẩn bị bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi Kyiv và Moscow kiềm chế tối đa để tránh xảy ra tai nạn hạt nhân. Theo ông Grossi, hai trong số 6 lò phản ứng hạt nhân tại KNPP đang đóng cửa, trong khi hai lò khác đang hoạt động hoàn toàn. Hai lò phản ứng còn lại đang được xây dựng. Ngày 6 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã mở một cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Kể từ đó, cảnh báo tấn công bằng tên lửa đã được ban bố nhiều lần ở khu vực này. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, hơn 8.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới do các cuộc tấn công của Ukraine và hơn 6.000 người đã được đưa vào các trung tâm tạm trú. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết, các bệnh viện đã tiếp nhận 69 người bị thương trong cuộc pháo kích của Ukraine vào Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các đơn vị của họ trong 24 giờ qua tiếp tục ngăn chặn nhiều cuộc đột kích do quân đội Ukraine phát động nhằm vào tỉnh biên giới Kursk. Cụ thể, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, các đơn vị thuộc cụm quân phía Bắc và lực lượng dự bị được điều động đã thực hiện nhiều cuộc không kích, pháo kích nhằm vào nhiều hướng tấn công bằng thiết giáp của đối phương tại những khu dân cư Tompino, Zulavli và Ostry Kolodes. Quân đội chúng tôi đã phá hủy 4 xe thiết giáp, 3 chiếc trong đó là xe thiết giáp Stryker do Mỹ sản xuất. Theo thống kê sơ bộ được hãng tin TASS trích từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tỉnh biên giới Kursk đã tổn thất gần 1.120 binh sĩ và hơn 140 xe thiết giáp các loại. Quân đội Ukraine hôm 11 tháng 8 đã phá hủy một kho đạn dược và trang thiết bị quân sự của Nga nằm ở thành phố Khlivka thuộc tỉnh Donetsk. Thông tin được người dân địa phương chia sẻ cho thấy, vụ tập kích nhằm vào nhà máy chế tạo máy móc Khlivka đã gây ra hỏa hoạn lớn ở đó. Được biết, nhà máy này được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng như một căn cứ sửa chữa và cất giữ thiết bị quân sự. Cụ thể, thông cáo viết, đạn dược cất giữ bên trong khuôn viên nhà máy đó được đối phương sử dụng để pháo kích vào nhiều vị trí của quân đội Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy chế tạo máy móc Khlivka bị quân đội Ukraine tập kích. Vào cuối tháng trước, một số người dân địa phương cho biết họ đã nghe thấy một số vụ nổ đạn dược được cho là bắt nguồn từ nhà máy trên.